Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì mình chưa đăng ký được cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ update cho mọi người dự án mà cách đây ngày 20 tháng 9 mọi người chia sẻ mọi người là dự án nhận 100 token Zenith ví MetaMask. Thì hiện nay nó sẽ có một cái form để mọi người điền thông tin để phân phối dự án token này nhé. Ok, mọi người mình sẽ để link cũng như link dự án cũng như video hướng dẫn trước đây để mọi người có thể biết được mọi người có thể làm dự án nhé. Rồi sau đấy mọi người sẽ vào cái link form cho mình. Ở đây nó sẽ có form đây để mọi người điền thông tin nhé. Sau khi vào form này thì mọi người sẽ điền email của mọi người này. Rồi sau đấy mọi người sẽ nhập username tài khoản Telegram mọi người. Thì mọi người sẽ vào cái link dưới phần mô tả để mọi người kiểm tra username tài khoản Telegram mọi người nhé. Là gì? Đấy, đây. Sau đó nhập vào đây. Ok, tiếp theo là username tài khoản Twitter này. Mọi kiểm tra lại trên mình nhé. Rồi tiếp đến là địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ trước đây mọi người dùng địa chỉ ví nào thì bây giờ mọi copy địa chỉ ví đó nhé. Đây đấy, mọi người sao chép địa chỉ ví sau đó dán vào đây. Rồi sau khi mọi người điền đầy đủ thông tin rồi thì bây giờ mọi người bấm chữ gửi cho mình, kiểm tra lại lần nữa nhé. Ok, rồi bấm gửi cho mình. Ok, như vậy là mình đã cập nhật cho mọi người dự án nhận token Zenith. Ở đây là dự án nhận được 100 token Zenith và đây là một cái link form để mọi người có thể điền thông tin nhận phân phối token này nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người update cho mọi người cái dự án Zenith. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video về dự án tiếp theo.